con xin gửi tới cái cha quản sứ, cha quê hương, quý thầy Vi Sơn và toàn thể cộng đoàn đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Lời kính chúc sức khỏe và lời chào cha trọng kính nhất. Và kính chúc cho toàn thể cộng đoàn của chúng ta dân kính Đức Mẹ trong tháng này thật xuất sáng ạ. Và sau đây là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trương Thanh Tú. Con xin phép được gửi tới toàn thể quý vị ca khúc Dân Về Mẹ. Xin mời toàn thể cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe. Muôn ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên mẹ Chúa Trời, đẹp nụ cười trong ánh sáng ngời. Kìa 12 ngôi sao đất trời hòa muôn tinh cầu, kính chào mẹ tuyệt đẹp biết bao. Hỡi mẹ nhân ái, khi xưa vâng lời Chúa Trời mang con Chúa ra đời, ôi tuyệt vời tình mẹ muôn nơi. Hỡi mẹ thương đói bao nhiêu ý nguyện khấn cầu, trên nơi dương thế muôn người dâng về mẹ trọn niềm kính yêu. Đây lời kinh thiết tha vang lên nơi trước thiên tòa, hòa lòng thành từ mỗi tâm hồn. Đời trần gian truân chuyên với ngàn khổ đau liên miên, khấn cầu mẹ dụ tình lắng nghe. Hỡi mẹ nhân ái, khi xưa vâng lời Chúa Trời cứu mang con Chúa ra đời, ôi tuyệt vời tình mẹ muôn nơi. Còn niềm kính yêu hương lời kinh tiến dâng, tâm tư mơ ước con người đầy phiền muôn hoa với ân tình. Dù đời con điêu linh thế trần nhìn con chê khinh, với tình mẹ ngàn đời đẹp xinh. Hỡi mẹ nhân ái, khi xưa vâng lời Chúa Trời con Chúa ra đời, ôi tuyệt vời tình mẹ muôn nơi. Hỡi mẹ thương đói bao nhiêu ý nguyện khấn cầu, trên nơi dương thế muôn người dâng về mẹ trọn niềm kính yêu. Hỡi mẹ nhân ái, khi xưa vâng lời Chúa Trời mang con Chúa ra đời, ôi tuyệt vời tình mẹ muôn nơi. Hỡi mẹ thương đói bao nhiêu ý nguyện khấn cầu, trên nơi dương thế muôn người dâng về mẹ trọn niềm.